Thưa quý vị và các bạn, để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, những năm gần đây, tỉnh An Giang đã có chủ trương mời gọi đầu tư mở rộng đô thị theo quy chuẩn. Theo đó, nhiều dự án bất động sản nối đuôi ra đời. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác tạo nên sự sôi động của bất động sản An Giang chính là sản phẩm đa dạng, hạ tầng, tiện ích nội khu và ngoại khu hoàn chỉnh. Những yếu tố trên đang là điểm nhấn quan trọng làm cho thị trường nhà ở tại An Giang ngày càng thu hút khách. Trong số rất nhiều những dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh hiện nay, dự án nhà ở hiện đại theo phong cách Nhật Bản Phúc An Asuka của tập đoàn Trần Anh Group tại khu lễ hội thành phố Châu Đốc được đánh giá có quy mô lớn nhất hiện nay, góp phần đem lại những cơ hội đầu tư lĩnh vực nhà ở hiện đại cho người dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc và các đô thị lân cận. Chúng tôi đã nghiên cứu thị trường của Châu Đốc một thời gian dài, thấy thị trường Châu Đốc là một thành phố lễ hội tâm linh. Cái nguồn du khách đến với Châu Đốc rất là nhiều, và đặc biệt thành phố Châu Đốc thì chưa có một dự án nào đồng bộ và đa tiện ích như các dự án mà bên tôi đã triển khai xây dựng. Chính vì vậy chúng tôi đã chọn thành phố Châu Đốc, dự án thành phố lễ hội tại Châu Đốc để triển khai dự án Phúc An Asuka. Mặc dù nhà ở tận Châu Phú, nhưng gia đình anh Bùi Thiện Hữu, huyện Châu Phú vẫn đăng ký mua căn hộ tại dự án Phúc An Asuka, thành phố Châu Đốc. Bởi theo anh, trong giai đoạn phát triển hiện nay, nhu cầu nhà ở hiện đại có không gian xanh rất được ưa chuộng. Bản thân anh sau những giờ đi làm vất vả, khi trở về nhà rất cần không gian thoải mái, tiện nghi để thư giãn. Như đầu tư mình nhìn dài hạn, 5-10 năm, có thể là bắt đầu đầu tư, nhưng có thể là không được thì mình ở. Thì hôm nay có dự án có triển khai căn nhà mẫu thì cũng rất là ok, thấy nội thất thiết kế rồi cái phong cách sinh thái rồi xung quanh là thấy là rất là ổn. Phúc An Asuka là dự án đất nền được tập đoàn Trần Anh Group quy hoạch phát triển trên quỹ đất rộng 66 hectare tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Đây được xem là một điểm thu hút khách du lịch thập phương các nơi về đây hàng năm. Cùng với đó là nhu cầu lưu trú, an cư lập nghiệp của lượng lớn lao động tập trung về đây sinh sống. Dự án hoàn thành góp phần phát triển mạnh mẽ nền kinh tế của thành phố Châu Đốc và tạo sự bứt phá về hạ tầng trong thời gian tới. Dự án Phúc An Asuka được đầu tư xây dựng chăm chút kỹ lưỡng, mang phong cách mới hiện đại, lần đầu tiên có mặt tại An Giang, nên được kỳ vọng là dự án bất động sản cao cấp, tạo điểm nhấn mới về nhà ở cho khu vực thành phố Châu Đốc. Sau 6 tháng chúng tôi triển khai, đã đưa vào hoạt động và vận hành hai tổ hợp tiện ích lớn, đó là Clubhouse Yamato và công viên Kazuko. Tiếp theo những cái công trình chúng tôi sẽ triển khai các công viên khủng long hay chợ đêm và một số cái hạng mục khác nữa sẽ quy tụ tất cả các cái yếu tố của một dự án để phục vụ người dân được một cách tốt và tối đa nhất. Dự án Phúc An Asuka được phát triển theo mô hình khu đô thị kiểu mẫu, bên trong sở hữu tổ hợp tiện ích phong cách Nhật đầu tiên tại trung tâm thành phố lễ hội Châu Đốc, với hơn 20 tiện ích kiểu Nhật cùng nhiều tiện ích công viên nội khu, các trung tâm thương mại, khách sạn xuyên suốt bên trong dự án. Dự án xây dựng gần 2.000 căn nhà với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 800 căn. Dự án đang khẩn trương triển khai xây dựng và khai trương nhà mẫu. Với những lợi thế về vị trí, tổ hợp tiện ích bên trong và cơ chế mở bán thông thoáng, dự án đang thu hút đông khách hàng đến tham quan và trải nghiệm. Đây được xem là tạo bước phát triển mới cho thành phố Châu Đốc trong tương lai.